Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Triệu Nguyễn Huyền Trang. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 5 và mình biết các bạn học sinh lớp 9, lớp 12 đang trong giai đoạn căng thẳng nhất để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Không biết là các bạn đã theo dõi kênh lâu chưa hay vừa mới ghé đến, nhưng một khi các bạn chọn xem video và chọn đăng ký kênh, tức là các bạn cũng đã chọn mình là người đồng hành trong những ngày cuối và mình rất biết ơn điều đấy. Bên cạnh những nội dung về kiến thức thì mình cũng hy vọng có thể lan tỏa với các bạn những năng lượng tích cực, bởi vì bản thân mình là một người rất bền bỉ kiên trì trong những hoạt động học tập và những thành tích mà mình đạt được trong suốt thời gian đi học ấy chẳng qua là đến từ sự bền bỉ kiên trì của bản thân thôi, chứ cũng không phải là bởi vì mình thông minh xuất chúng hay gì đâu. Những nội dung trọng tâm của video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thể viết tốt hơn với phần nghị luận văn học. Và mình biết là khi các bạn viết bài nghị luận văn học thì có rất nhiều bạn không thể bắt đầu và kết thúc được một bài văn. Thậm chí là trong quá trình viết thì các bạn gặp rất nhiều khó khăn, không thể triển khai được ý và không biết là mình viết như vậy đã đúng chưa. Các bạn biết vì sao không? Vì sao mà chúng ta cứ hoang mang lạc lối trong cái bài văn nghị luận của chính mình? Bởi vì các bạn thiếu mục đích viết. Bản thân là thí sinh thì các bạn cũng cần phải xác định được mục đích viết của mình thì mọi thứ nó mới trôi chảy. Và cũng giống như ngày xưa, những tác giả của chúng ta, dù là viết một bài thơ, một tác phẩm văn xuôi thì cũng đều phải hiểu được mình viết để làm gì, để phục vụ ai, để giải quyết vấn đề gì. Lúc đó chúng ta mới có thể viết được trôi chảy và mới tạo ra được những tác phẩm đầy đời. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là, nếu các bạn am hiểu về lịch sử, am hiểu về những cái bối cảnh sáng tác, về những giai đoạn văn học, thì các bạn có viết tốt hơn không, có phân tích tốt hơn không? Câu hỏi này có thể cho vào một cái đề thi học sinh giỏi được đấy. Nó rất là khó luôn và các bạn đừng vội trả lời. Chúng ta hãy cùng xem video và trong quá trình đó thì các bạn cũng hãy cùng mình hóa thân vào người tác giả để xem là tác giả suy nghĩ, trăn trở điều gì, vì sao lại phải đặt bút viết. Và bây giờ thì các bạn lấy giấy bút ra để chúng ta bắt đầu phân tích, tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác, một số giai đoạn trong văn học Việt Nam. Ok. Giai đoạn văn học đầu tiên mà mình muốn chúng ta cùng nhau ôn tập lại đó là văn học Trung Đại. Các bạn còn nhớ thời kỳ Trung Đại nó bắt đầu từ thế kỷ bao nhiêu và kết thúc ở thế kỷ bao nhiêu không? Nào, ôn lại lịch sử đi. Thời kỳ Trung Đại của phương Tây sẽ có một số những cái từ như là đêm trường trung cổ này, thập tự trinh, đúng không? Tức là cái thời kỳ này ấy, nó là tiếp nối của cổ đại sau khi chấm dứt cái chế độ nô lệ và đến cái thời kỳ Trung Đại là chế độ phong kiến đó. Ở bên phương Tây nó cũng khá là đen tối và nhiều vấn đề. Ở Việt Nam mình lại khởi sắc hơn, lại có nhiều điều mới hơn, hay hơn. Vì sao lại như vậy thì bây giờ mình sẽ giải thích với các bạn. Cái sự kiện rất là đáng nhớ trong lịch sử đó là Ngô Quyền đại thắng Bạch Đằng. Thế thì lúc này Việt Nam đã chấm dứt cái ách đô hộ 1000 năm Bắc thuộc, các bạn còn nhớ không ạ? Thế kỷ thứ 10. Và sau đó thì đất nước chúng ta độc lập hoàn toàn. Lúc này ấy, thì chính trị, xã hội, cái hình thái chính trị ấy, nó vẫn là chế độ phong kiến, thế nhưng là phong kiến độc lập. Tức là gì ạ? Sau một cái khoảng thời gian dài bị áp bức, bị đô hộ bởi phương Bắc, thì bây giờ đất nước chúng ta đã có thể tách ra để tự đi trên đôi chân của mình. Nó cũng giống như ấy, có rất nhiều bạn bị áp đặt, xong rồi là bị lợi dụng trong một thời gian dài. Và cuối cùng thì chúng ta cũng có thể thoát khỏi cái hoàn cảnh đấy. Chúng ta có thể rời khỏi cái con người đấy, những cái đối tượng, những cái môi trường đó, để chúng ta đứng ra tạo nên cuộc sống của chính mình. Lúc này cái tâm trạng nó sẽ khác, nó sẽ hân hoan hơn, đúng không? Và nó sẽ có nhiều những cái sự tự tin, có những niềm vui. Cái nước Việt Nam của chúng ta, cái dân tộc của chúng ta lúc đó cũng như vậy. Chúng ta mới có cái thời gian, có cái không gian, có tâm trạng để mà xây dựng một đất nước của riêng người Việt Nam, của dân tộc Việt. Trong thời kỳ Trung Đại cũng là lúc mà dân tộc chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều cái thành tựu về văn hóa, nghệ thuật, văn học. Thế nên là văn học Trung Đại nó cũng là một cái mối quan tâm rất là lớn và cũng là một cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải tập trung vào. Bởi vì cái văn học ấy nó sinh ra từ trong cuộc đời, sinh ra từ trong cái đời sống xã hội của con người. Nên là chúng ta cần phải quan tâm xem xã hội lúc bấy giờ như thế nào. Tại vì ở dưới cái chế độ phong kiến mà, cho nên là nó sẽ mang một số những cái tư tưởng, quan niệm của cái xã hội phong kiến, chẳng hạn như là trọng nam khinh nữ, chẳng hạn như là sẽ có cái sự phân biệt về giai cấp, về giống nòi, con quan lại, con vua chúa, dòng dõi châm anh thế phiệt, và những người lao động nghèo, những người dân thường, rồi tầng lớp quan lại, trí thức, những nhà nho học, rất nhiều thứ. Thế thì trong một cái xã hội mà nó có rất nhiều cái giai cấp, rất nhiều cái sự phân biệt từ giai cấp nọ, giai cấp kia, thì đương nhiên là sẽ có sự xung đột, sự mâu thuẫn. Thế thì khi chúng ta đã vẽ lại được những nét cơ bản về cái xã hội lúc bấy giờ, về tình hình chính trị, văn hóa, về cái cảm hứng sống của cả một cái thời đại, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là một số tác phẩm tiêu biểu trong văn học Trung Đại khi các bạn đi học trên trường, nó là cái gì nhá. Các bạn nhìn lên màn hình đi,
trong cái giai đoạn các bạn học cấp 2 thì các bạn được học khá là nhiều văn học trung đại. Các bạn nhìn nhá, bây giờ thì mình đã xếp thành hai nhóm rồi. Và các bạn đã phát hiện ra chưa? Đã nhận ra là cái điểm chung trong những tác phẩm văn học của từng nhóm chưa? Mỗi nhóm này mình dựa vào đâu để mình xếp được như vậy? Nào các bạn thử hóa thân thành tác giả đi. Các bạn thử nghĩ xem, mình là một cây bút, mình là một nhà văn, mình là một người nhiều chữ, sống dưới một cái thời đại như vậy, mình sẽ phải viết những tác phẩm này. Vậy thì vì sao? Vì ai? Vì điều gì? 5, 4, 3, 2, 1. Thứ nhất, viết vì đất nước. Và thứ hai, viết vì phụ nữ. Được chưa? Biết là mình viết vì ai, viết vì cái điều gì chưa? Khi mà mình đã xếp cùng một nhóm, tức là nó có rất nhiều điểm chung, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích về từng giai đoạn lịch sử để các bạn biết được là vì sao lại phải có những tác phẩm này. Tác giả thời đó nghĩ gì, muốn gì mà lại viết ra những tác phẩm như vậy, và sẽ hiểu hơn về mối tương quan giữa lịch sử và văn học. Thế kỷ thứ 10 năm 938 thì phải, khi mà Ngô Quyền đại thắng trên sông Bạch Đằng. Trong 9 thế kỷ này thì Việt Nam đã trải qua những triều đại nào, các bạn còn nhớ không? Thật ra là phương Bắc nó luôn luôn nhăm nhe và muốn đánh chiếm xuống cái vùng đất của chúng ta. Vì vậy thì sẽ có rất nhiều lần đất nước chúng ta sẽ lâm nguy. Khi đất nước lâm nguy thì sẽ cần phải có những cái tiếng nói được cất lên, sẽ cần phải có những văn bản, cần phải có những cái văn kiện lịch sử để sau khi đọc xong thì tất cả mọi người hừng hực khí thế. Ví dụ như các bạn đọc xong một bài viết, các bạn muốn ngồi vào bàn học, các bạn nghe xong một cái bài hịch của một ông đại tướng thì các bạn sẽ muốn cầm ngay vũ khí lên để chiến đấu. Đó chính là lý do ra đời của một số tác phẩm. Ban nãy là yếu tố giặc ngoài, thế còn rất nhiều yếu tố thù trong nữa. Tức là những giai đoạn mà các cái triều đại phong kiến Việt Nam bắt đầu lụi tàn và sẽ có những cái thế lực khác, họ sẽ muốn tranh ngôi, đoạt ngôi, họ sẽ lên ngôi. Và lúc đấy thì đất nước là có sự chuyển giao. Thường các bạn xem phim, phim nhất là phim cổ trang thì sẽ thấy được là vào những cái thời đại phong kiến ấy, những cái triều đại này sẽ có những cái lúc những ông vua giỏi lên cầm quyền và có cái sự phát triển cực thịnh. Thế nhưng sau đấy, thời đại nào nó cũng sẽ lên và nó phải xuống. Và khi nó xuống ấy, thì đôi lúc sẽ là những cái sự chuyển giao rất là bình lặng và nó nhẹ nhàng, như là chuyển giao nhà Lý và nhà Trần. Thế nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Chẳng hạn như cái giai đoạn loạn 12 sứ quân khi mà Ngô Quyền mất, sau đó Đinh Bộ Lĩnh lên để có thể dẹp loạn ấy. Thì những giai đoạn này hàng mấy chục năm đất nước loạn lạc. Thế thì những cái người trí sĩ yêu nước, những cái con người kiểu văn thơ chữ nghĩa, những người kiểu học giả, trí thức, nhà nho học, hoặc là người dân thôi, họ phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn, rất nhiều những cái sự bất mãn, cái sự chán chường bởi vì xã hội nó loạn lạc. Đất nước đang yên bình, các bạn đang sống một đất nước yên bình đấy, thì các bạn không cảm nhận được đâu. Nhưng mà bây giờ cứ thử xem, nay chiến tranh, mai chiến tranh, rồi thì đánh nhau, xâm chiếm lẫn nhau, không thể nào yên ổn mà làm ăn được. Thì nó chán lắm. Khi mà những người tác giả đã viết ra những cái tác phẩm này bởi vì họ có lòng yêu nước rất mãnh liệt, họ có cái tinh thần tự tôn dân tộc và họ rất dũng cảm, rất biết quan tâm đời sống xã hội. Tất cả những cái đức tính đấy, những cái phẩm chất đấy không cho phép họ làm ngơ, bàng quan trước cái thế sự nó rất là rối ren. Và vì vậy họ đã chọn cách viết. Viết để bày tỏ, viết để giãn bày cái tâm trạng, viết để thể hiện cái niềm tiếc nuối, viết để kêu gọi, để có thể cổ vũ mọi người cống hiến, đứng về phía mình để bảo vệ đất nước. Đó là lý do đầu tiên. Và một cái mục đích tiếp theo đó là viết vì phụ nữ. Nếu như các bạn chú ý thì giai đoạn văn học trung đại có rất nhiều tác phẩm viết về phụ nữ rất nổi tiếng mà các bạn đang học. Ví dụ như là Bánh trôi nước, Song phút chia ly, Trinh phụ ngâm á. Đấy, rồi thì là Chuyện của ngày năm xương, đúng không? Này, thế vì sao? Vì sao những người tác giả này họ lại phải viết những tác phẩm đấy? Bởi vì ngoài việc đất nước bị lâm nguy, thù trong giặc ngoài, thì những người phụ nữ dưới cái chế độ phong kiến ấy rất là khổ. Và những người tác giả là những người mà họ có cái lòng thương, lòng trắc ẩn. Khi mà nhìn thấy những người phụ nữ khổ như thế thì họ không chịu được. Có thể là trong đời thực có rất nhiều vũ nương và chẳng bao giờ được giải oan. Nhưng mà tác giả Nguyễn Dữ đã phải viết một câu chuyện để vũ nương được giải oan, để cho cái tinh thần nhân đạo nó được sống dậy. Và nói về cái việc là một người phụ nữ tốt, một người phụ nữ có những phẩm chất cao đẹp và trong sáng thì cuối cùng cũng sẽ được minh oan. Nhưng trên thực tế có phải lúc nào cũng như vậy đâu. Trong giai đoạn này thì ngoài việc trọng nam khinh nữ, tức là cái vị trí, năng lực và cái vai trò phụ nữ là bị coi thường, bị khinh rẻ. Ngoài ra thì cái chế độ đa thê nó khiến cho người phụ nữ thường xuyên phải chung chồng với nhiều người khác. Bây giờ cái việc ngoại tình là có việc tức là cấm kỵ, đúng không ạ? Là một cái việc mà bị xã hội lên án, nhưng ngày xưa là chung chồng. Mà các bạn đoán thử xem chung chồng thì cái hoàn cảnh, cái tình cảm, cái sự hạnh phúc nó sẽ được nhiều đến đâu? Mình tự biết, đúng không ạ? Mình có thể tự hình dung ra được. Hoặc là những người phụ nữ phải ở nhà trông con cỏm cõi để chồng đi ra trận và không biết bao giờ về, thậm chí là không về nữa. Đứng trước những hoàn cảnh như vậy, những người tác giả là những người có tinh thần nhân đạo, là những người sống rất nhân văn và biết yêu thương, biết chia sẻ, có lòng trắc ẩn, thì họ không thể nào mà ngồi yên được và họ chọn cách viết.
viết để đồng cảm, để chia sẻ, để giải bày và để cổ vũ động viên, để ca ngợi những người phụ nữ và chúc cho họ có hạnh phúc. Đó chính là một cái mục đích tiếp theo. Sau khi chào tạm biệt với văn học Trung Đại thì chúng ta sẽ đến với một nền văn học cũng rất quan trọng, đó là văn học kháng chiến. Nền văn học kháng chiến nó tồn tại trong lòng đất nước Việt Nam trải qua hai thời kỳ kháng chiến rất khốc liệt, đó là chống Pháp và chống Mỹ. Nào, bây giờ những con dân yêu nước, những người am hiểu lịch sử Việt Nam, các bạn có thể vạch ra được những cái dấu mốc thời gian để khoanh vùng phạm vi hai cuộc kháng chiến này không? Kháng chiến chống Pháp từ năm bao nhiêu? Nói ngay! 1946 đến 1954, nhớ nhá, 9 năm chống Pháp. Tiếp đi, kháng chiến chống Mỹ, năm bao nhiêu? Nào, 1, 2, 3, từ năm 1954 đến 1975, 21 năm kháng chiến chống Mỹ, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đều phải hỏi nhau là đất nước Việt Nam của chúng ta khi ấy là như thế nào? Bắt đầu từ năm 1945, khi mà Bác Hồ của chúng ta, Hồ Chủ tịch, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bằng bản tuyên ngôn độc lập, thì chúng ta đã thật sự là một đất nước dân chủ. Lúc này thì mặc dù chế độ phong kiến đã bị xóa bỏ hoàn toàn và đất nước chúng ta cũng không còn chịu ách đô hộ hoặc là cái sự kiểm soát của thực dân, nhưng khổ một nỗi là bước ra khỏi chiến tranh loạn lạc, bước ra khỏi cái giai đoạn rất là cực khổ như là nạn đói năm 45, thì đất nước Việt Nam rất là eo uột. Nó thật sự là như vậy. Bác Hồ còn nói là giặc gì đấy? Giặc đói, giặc rốt, đúng không ạ? Và giặc ngoại xâm. Nó cũng giống như các bạn là những người mà vừa bước ra khỏi một cơn bạo bệnh. Thế thì cái lúc đấy chúng ta mặc dù được chiến thắng nhưng mà kiệt quệ về cả vật chất lẫn tinh thần. Sau đó thì thực dân Pháp quyết tâm là quay lại Việt Nam và không tha Việt Nam. Vậy là bắt đầu từ năm 1946 thì Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cũng là một tác phẩm các bạn học đấy. Và lúc đó thì cái cuộc kháng chiến chống Pháp chính thức bắt đầu từ năm 1946. Một đất nước mới khai sinh độc lập cũng có rất nhiều niềm vui, niềm hân hoan, rất nhiều cái tinh thần kiểu như phấn khởi ấy. Và bây giờ sau những cái năm loạn lạc không có một đảng nào lãnh đạo cho nó ra hồn, thì lúc này Đảng Lao động Việt Nam và bây giờ là Đảng Cộng sản ấy, đã đứng lên lãnh đạo, là những người có thể đứng ra để tổ chức một cái bộ máy nhà nước hoàn chỉnh. Thế thì khi đó chúng ta có cái người lãnh đạo, có những người dẫn đường thì mình cũng yên tâm hơn. Đó chính là cái tâm lý của quần chúng. Và chúng ta cũng có cái tinh thần quả cảm để có thể chống lại thực dân Pháp quay lại để xâm chiếm nước ta một lần nữa. Thế thì các bạn nhìn lên màn hình đi, đây là một số tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp mà chúng ta cần phải học trong chương trình văn học lớp 9, lớp 12, thậm chí là cấp 2, cấp 3 luôn. Và ở đây thì mình cũng chia ra làm hai nhóm. Nó khá là ít tác phẩm nhưng toàn tác phẩm kinh điển thôi. Vậy thì cũng giống như ở phần trước, liệu bây giờ các bạn đã đủ tinh ý để nhận ra được đặc điểm chung của mỗi nhóm này là gì không? Chẳng hạn như bạn là tác giả thì bạn sẽ viết những tác phẩm này để làm việc gì? Nghĩ đi nào, nghĩ đi. 5, 4, 3, 2, 1. Nhóm thứ nhất ý, là viết vì đồng chí và nhóm thứ hai viết vì đồng bào. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp ý, thì Việt Nam đã phải huy động rất nhiều trai tráng, rất nhiều thanh niên, đàn ông để có thể tham gia vào những cuộc kháng chiến. Và lúc này thì cái vùng Việt Bắc, phía Bắc Việt Nam nó chính là đầu não, là những cái trận địa rất là quan trọng. Đấy, thế thì những cái bài thơ này ý, nó lấy cái bối cảnh liên quan đến những cái chiến khu, liên quan đến cái trận địa này. Và những cái người viết thơ ấy, những tác giả ấy, hoặc là những cái đối tượng trong cái văn thơ thời đại này cũng đều là những người chiến sĩ. Họ có thể là nông dân, là những anh nông dân trong bài thơ Đồng Chí, đúng không ạ? Là những người chân chất, chất phác và phải bỏ lại quê hương ruộng nương, bỏ lại lũy tre làng để đi chiến đấu. Nhưng họ cũng có thể là những sinh viên, những người cầm bút. Nếu như giả sử chúng ta không có những cây viết, chúng ta không có tác phẩm như thế này, thì liệu chúng ta có những cái buổi chia sẻ trao đổi để ôn lại về một cái lịch sử rất là hào hùng dân tộc hay không? Khó, đúng không? Văn thơ, văn chương, chữ nghĩa nó cũng là một cách để ghi lại lịch sử, mà không phải là qua cái số liệu khô khan. Sau đó nhá, họ viết để họ chia sẻ, tri ân và để ca ngợi cái tinh thần tốt đẹp của người lính với cả nhân dân trong cái quá trình mà tham gia chiến đấu, như là bài Việt Bắc, như là bài Tây Tiến cũng thế. Cũng có những cái đoạn thơ rất là hay về cái tình quân với dân, đúng không ạ? Hoặc là cái tình cảm của những người đồng chí với nhau. Vậy thì những cái bài thơ này nó sinh ra để phục vụ cho một cái cuộc kháng chiến, để có thể làm công tác tư tưởng, để giúp những người lính có thể vững tin hơn vào tương lai. Và tiếp theo là viết vì đồng bào. Bên cạnh những người lính thì thật ra những người ở quê, những người sống ở trong những cái bản làng hoặc là trong những cái vùng miền mà bị thực dân Pháp chiếm đóng, họ cũng gặp rất nhiều cái khổ sở, rất nhiều những cái hạn chế. Chẳng hạn như cô Mị, ở Mị lúc đấy là ở trên vùng Tây Bắc ấy. Tập truyện Tây Bắc của nhà văn Tô Hoài thì thật ra vùng Tây Bắc cũng là một vùng mà có Pháp cũng kéo quân đến và cũng có nhiều cái xung đột ở đây. Chưa kể là trên đó nó còn có những cái hủ tục, những cái luật lệ và nó vẫn còn tàn dư của những cái chế độ cũ ấy. Nên là người phụ nữ hoặc là thân phận con người ở cái giai cấp bị trị ấy,
nó cũng còn rất nhiều những cái khó khăn. Mỗi tác phẩm ấy thì nó lại có một cái cách kể chuyện riêng, một cái câu chuyện riêng, nhưng nhìn chung là các nhà văn đều viết vì đồng bào của mình, viết để có thể thể hiện được cái sự thấu hiểu, thông cảm, viết để có thể chia sẻ với những cái nỗi khó khăn, nỗi gian khổ, và viết cũng là để động viên, để khích lệ, để vẽ ra một cái tương lai tươi sáng. Chẳng hạn như ông Hai cuối cùng thì vẫn là tin vào quê hương của mình, nhưng Mỹ cuối cùng vẫn tìm được A Phủ để có thể cùng nhau thoát khỏi xiềng xích và tìm đến ánh sáng cách mạng. Và vượt qua nhiều khó khăn gian khổ thì người dân Việt Nam đã có thể đánh thắng được thực dân Pháp, và cuối cùng là cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc bởi chiến dịch gì đấy. Những người yêu đất nước, những người yêu lịch sử, các bạn nói đi, chiến dịch Điện Biên Phủ đúng không? Thực dân Pháp vừa đi thì đế quốc Mỹ đến, và đế quốc Mỹ là ai, là đất nước nào, là một cường quốc quân sự, nên đất nước chúng ta lại tiếp tục phải mất hơn 20 năm thì mới có thể thắng được và thu đất nước về một mối, không hề có Nam hay Bắc Việt Nam, chỉ có một Việt Nam thôi và chỉ có một lá cờ thôi. Nhưng mà để có cái ngày hôm nay thì quá nhiều đau thương mất mát, và 21 năm đấy không biết là đất nước chúng ta đã phải bỏ ra những gì. Lúc này cũng cần phải nói là khi Việt Nam bị chia ra làm hai nửa thì miền Bắc đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, tức là phải cố gắng để mà làm việc ấy, để mà phấn đấu xây dựng đất nước để khang trang hơn, xong rồi là có nhà, có bệnh viện, có trường học, đúng không? Xây dựng xã hội chủ nghĩa mà. Thế còn bên trong miền Nam thì là kháng chiến để chống Mỹ, và cái việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc ấy, làm ăn xong rồi phát triển kinh tế ấy, nó cũng là một cái động lực, là một cái nguồn để có thể tiếp sức cho miền Nam. Nào, bây giờ thì các bạn đã bắt đầu tinh tế hơn rồi đúng không? Đã bắt đầu nhanh hơn trong việc là tư duy rồi, thì các bạn thử nghĩ xem hai nhóm tác phẩm này thì nó sẽ đi theo hai hướng nào, viết vì điều gì? Nghĩ đi. Nghĩ xong chưa? Mình trả lời nhá. Nhóm đầu tiên viết vì cuộc sống mới, và nhóm thứ hai viết vì một Việt Nam thống nhất. Ở cái nhóm này thì các tác giả ấy là những người mà sống ở miền Bắc, là những người biết rằng cái cây bút của mình, cái tác phẩm của mình nó ra đời thì nó sẽ cổ vũ người lao động. Họ viết những bài thơ, những bài văn, hầu hết là thơ và là tùy bút ký sự, để họ có thể ghi lại được cái quá trình lao động của những người dân, của những cái người rất bình thường, nhưng là những người mà tạo ra đất nước, là những người mà đóng góp vào sự phát triển chung của cả đất nước, là những người mà cùng đất nước đi lên. Vậy thì đó chính là anh thanh niên, một người sẵn sàng rời bỏ gia đình, sống một mình trên một cái đỉnh núi cao chót vót để làm gì ạ? Đó cũng là những người ngư dân ở trong đoàn thuyền đánh cá. Cái tập thơ này của tôi Huy Cận ấy, tên là Trời mỗi ngày lại sáng, tức là cái âm hưởng, cái cảm hứng của nó đó là cái sự tươi mới, là cái bình minh, là một cái thời đại mới của đất nước, là lúc mà miền Bắc có thể hoàn toàn yên ổn. Hoặc là trong Người đáy đò sông Đà, Tuyến bút sông Đà, thì nhà văn Nguyễn Tuân, nhà văn có đi lên ở cái vùng Tây Bắc, những vùng núi, để có thể miêu tả lại cảnh đẹp thiên nhiên, để ghi lại được cái sức sống, cái sự chuyên tâm, sự nhiệt huyết của những cái con người rất bình thường. Thì đó chính là một cái phần, một cảm hứng chủ đạo, được chưa? Viết vì cuộc sống mới, viết để có thể tri ân, để ca ngợi những cái cá nhân, những con người nhỏ bé, có thể là vô danh luôn, nhưng là những người không thể thiếu được, là những người mà cống hiến hết mình. Đó chính là một cái tinh thần đáng quý của người Việt Nam. Thế còn cái nhóm thứ hai ấy, nó sẽ đau thương hơn, nó khốc liệt hơn và nó mệt mỏi hơn khi phải học, bởi vì các bạn sẽ khóc khá là nhiều đấy. Đó là viết vì Việt Nam thống nhất. Những tác phẩm này thì họ nói về những chàng trai, những cô gái, những người mà tuổi đời còn rất là trẻ, vẫn còn cả một cuộc đời phía trước, đúng không ạ? À, chúng tôi đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc? Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc, đúng không? Nếu mà hồi đấy mà ai cũng bảo ôi dồi ôi còn đang trẻ, sao đi chiến tranh được, phải ở nhà lấy vợ, phải ở nhà lấy chồng, phải có con, phải sinh sống, không thể đi kháng chiến được, thì làm gì có tổ quốc ngày hôm nay, làm gì có Việt Nam thống nhất, làm gì có một lá cờ. Thế nên là cái tinh thần lúc đó là sẵn sàng bỏ hết tất cả để lên được, để vào miền Nam, làm sao mà đất nước có thể thu về một mối. Thì trong những cái chùm thơ này, một cái cảm hứng chủ đạo đó là cái tinh thần cuột cường, là sự lạc quan, là sự tin yêu vững vàng. Mình đang đối diện với một kẻ thù rất mạnh, đứng trước một cái thằng nó cao to, nó vạm vỡ, nó súng ống đầy người. Còn mình thì rất cơ bản thôi, cũng không có gì kiểu quá là tối tân cả, nhưng mình có cái tinh thần hơn người, mình có ý chí, mình có một cái lòng yêu nước nó rất là mãnh liệt, và sẵn sàng ngã xuống để có thể bảo vệ được từng tấc đất. Mà những cái điều này, những cái tay lính đánh thuê nó sẽ không bao giờ có cả, nên nó mới thua. Các bạn xem mấy cái bộ phim về chiến tranh sẽ thấy được là rất nhiều người lính của bên Mỹ, họ còn mong là có được những cái người chiến sĩ có cái tư tưởng, có cái phẩm chất như là bộ đội Cụ Hồ, bởi vì cái ý chí, cái sự kiên cường, quyết tâm ấy, nó quá là kinh khủng, nó hơn người ấy. Dù là cô Phương Định là một cô gái có vẻ là chân yếu tay mềm, là một cái điệu đà, xinh đẹp, học thức, nhưng vẫn là một người chiến sĩ quả cảm, là một người mà sợ khi phải ra gần cái quả bom,
nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lên. Hoặc là những người lính trong bài thơ về tội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng thế. À, các anh những người lạc quan đúng không ạ, là những người mà sẵn sàng đi tiếp dù quần áo ướt, dù không có kính, nhưng mà miền Nam ở phía trước phải cố lên, phải tiếp tục đi. Đó là mục tiêu của mình, là ước mơ của mình, là thứ mà mình đang cần phải hướng đến, mình không thể bỏ được. Nó cũng giống như các bạn ấy, dù có mệt đến đâu ấy, nhưng mà nghĩ đến cái mục tiêu của mình, trường đại học yêu thích hoặc là cái trường cấp 3 mình đang mong chờ, cái tương lai sắp tới thì vẫn phải cố. Bên cạnh đó thì sẽ còn một cảm hứng nữa, đó là nói về cái quan hệ gia đình trong chiến tranh, về tình cha con, về những người trong gia đình có thể hiểu lầm nhau, có thể có xích mích mâu thuẫn, nhưng mà cuối cùng vẫn phải vì nhau, vẫn phải yêu thương, phải quyết tâm đồng lòng đoàn kết với nhau mà cùng đất nước đi lên. Đấy, phải đoàn kết lại thì mới có thể đánh thắng được giặc. Trong những cái tác phẩm như là Chiến lược nhà, Đất nước hoặc là Những đứa con trong gia đình thì sẽ đều có cái đặc điểm đó, và nó sinh ra bởi vì đất nước chúng ta đang phải đối diện một kẻ thù rất mạnh. Và sau 21 năm với rất nhiều những cái hy sinh mất mát, rất nhiều người ngã xuống, ở đất nước đã thật sự được thống nhất bởi chiến dịch gì đấy ạ? Chiến dịch Hồ Chí Minh vào năm 1975. Và lúc này thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chính thức là bị xóa sổ. Chúng ta thành công rồi, chúng ta đã thành công trong việc đuổi giặc ra khỏi đất nước. Và văn học lúc này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, đó là một vũ khí về tư tưởng trong cái mặt trận kháng chiến. Thế nhưng mà cuộc sống nó không đơn giản. Nhà văn Nguyễn Minh Châu có một cái câu nói như thế này, tức là cái khoảng thời gian mà chúng ta bước ra khỏi một cái thành công ấy, chúng ta cũng cần phải có rất nhiều những cái sự chuẩn bị, không thì mình sẽ bị hụt hẫng và không thích nghi được với cuộc sống mới. Có rất nhiều người lính đã như vậy, có rất nhiều người sau khi trở về từ chiến trường đã không thể hòa nhập được vào cuộc sống mới, có những cái sự xa cách hoặc có những cái vấn đề về mặt tâm lý bị ám ảnh. Nền văn học cũng như vậy, nền văn học khi bước ra khỏi chiến tranh, nó đã hoàn thành một cái sứ mệnh thì nó cũng sẽ cần có sự thay đổi. Và lúc này văn học cũng có bước chuyển mình, và chúng ta sang giai đoạn mới, đó là văn học đổi mới. Và hầu hết thì những cái tác phẩm giai đoạn này sẽ hướng về một mục đích to lớn nhất, đó là viết vì tự do và hạnh phúc của con người. Thì chúng ta độc lập rồi, nhưng mà tự do thì chưa chắc, hạnh phúc thì lại càng phải xem xét lại. Giống như người đàn bà hàng chài, lúc này thì cuộc sống con người lại được đặt dưới góc độ khác, chứ không phải là những người anh hùng, không phải là những người vào sinh ra tử, mà là những người dân bình thường, những người hàng ngày đang phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, với việc nuôi con thì lấy tiền ở đâu, với việc bạo lực gia đình, với những cái xích mích, những mâu thuẫn trong xã hội giữa gia đình với nhau, giữa con cái hoặc là giữa đồng nghiệp với nhau. Thì các nhà văn đã hướng ngòi bút vào con người để đào sâu hơn vào tâm lý, đạo đức và những vấn đề thế sự, tìm hiểu về những cái khía cạnh không hoàn hảo của con người. Nếu như trước kia thì những cái con người Việt Nam được hiện lên dũng cảm này, gan dạ, kiên cường, bất khuất đúng không ạ? Thế thì người ta có lý tưởng, nhưng mà rời khỏi cuộc chiến, quay về cuộc sống đời thường, nó có rất nhiều những cái cám dỗ. Khi mà chúng ta thắng rồi, nhiều người còn quên mất cái lý tưởng của mình là gì. Và lúc đó bắt đầu tha hóa, bắt đầu thay đổi. Sau khi đất nước độc lập rồi, hoàn toàn yên ổn rồi, thì bây giờ con người Việt Nam sẽ cần phải tập trung vào chính mỗi người. Một đất nước phát triển chỉ khi nào có những con người phát triển. Một đất nước hạnh phúc, tự do chỉ khi nào mỗi con người đó được tự do hạnh phúc. Đất nước Việt Nam chúng ta ấy, thật sự ấy, mình thấy là nó quá là gian truân ấy. Nó giống như là một người thành công ấy, thì không phải là ngủ dậy thành công, mà phải thật sự trải qua rất nhiều những cái lần lên xuống. Khi mà thành công thật sự rồi thì cũng lại không được ngủ quên đến chiến thắng, lại phải bắt đầu quay lại cuộc sống đời thường để tiếp nối những cái giá trị mới. Bản thân các bạn là con người Việt Nam ấy, thì mình nghĩ là cũng có thể học được một vài nét khi mà chúng ta tìm hiểu văn học và lịch sử của Việt Nam. Vừa rồi là những nội dung chính nhất mà mình muốn chia sẻ cùng với các bạn, để các bạn có thêm sự am hiểu về các giai đoạn lịch sử trong văn học. Tiếp theo thì các bạn sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn khi chúng ta phân tích một tác phẩm văn học, bởi vì ít nhất các bạn đã biết được là người tác giả sống trong thời đại đó thì họ có những mối trăn trở gì, có những mối quan tâm, có những nỗi lo, có những vấn đề gì, và họ viết cho ai, viết để làm gì, viết vì điều gì, đúng không? Tất cả những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến nội dung, hình thức, giá trị và cách biểu đạt của một tác phẩm văn học. Và đương nhiên, nó cũng ảnh hưởng đến cách các bạn viết một văn nghị luận văn học. Bởi vì các bạn sẽ hiểu vai trò quan trọng của mục đích viết. Và mình tin rằng sau này khi các bạn gặp bất cứ một đề văn nào, thì các bạn sẽ nhớ về những người tác giả của chúng ta. Những người đã không viết suông, không viết chơi, mà viết để làm một điều gì đó ý nghĩa cho mình, cho gia đình, cho xã hội, cho cuộc đời này. Chúc các bạn sẽ luôn giữ vững được cây bút trong tay của mình, biết đưa nó về đúng hướng, bởi vì bản thân các bạn khi đặt bút viết thì luôn luôn hình dung ra được mình viết để làm gì. Và sau này mình mong rằng trong số những người đang xem video ở đây thì sẽ có những nhà văn, nhà thơ tương lai, sẽ có những người dùng cây bút của mình để tạo ra sự thay đổi, để có thể giúp cho cuộc đời này tốt đẹp hơn.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đi ngủ sớm và nhớ giữ gìn sức khỏe để ôn thi cho tốt nhé. Mình sẽ thường xuyên gặp các bạn hơn đấy. Bye bye.